Hôm nay chị em mình tiếp tục qua một mẫu đồ bộ mới ha. Cái mẫu đồ bộ hôm nay thì mình chọn cái chất liệu nó hơi cứng một chút, không có xài lụa mềm nha. Cái này mình xài cái loại vải hơi cứng một chút xíu. Thì mình sẽ hướng dẫn chị em may cái quần có cái túi xéo nha. Cái túi xéo mình viền miệng túi luôn. Mà quần lưng rời nha. Quần lưng dây thun nhưng lưng rời, còn áo thì chị em mình xài cái áo mình sẽ viền hết cái lai, viền luôn cái đường đẹp nút nha. Có hai túi ạ. Có hai túi với lại áo là áo đồ rời. Cái áo đồ rời. Đồ rời dúng chút xíu ha. Có bâu nha. Cái bâu này là nó giữa lăn tăm và bâu Nhật, nó kết hợp lại luôn á. Cho nên cái bâu này mặc nó kín đáo lắm. Tay thì tay lửng ha. Rồi em sẽ hướng dẫn chị em mình bắt đầu cái thân quần trước. Em suốt ngày nay mấy ngày hôm nay em làm rập quá trời cho nên tay chân em mực không, mấy chị thông cảm cho, nhìn nó không có sạch. Rồi cái số đo ha. Số đo thì chiều dài là 93, lưng 80, mông là 100, ống là 16. Thì em xin nói chút xíu ha. Có nhiều chị em nói là Giới ơi lấy cái số đo của chị em hướng dẫn chị mới hiểu. Thì không phải nha. Tại vì em hướng dẫn là cái số này là cái số chung của, nói chung là có một cái số chung để em hướng dẫn thôi. Thí dụ như chị em mình là cái mông 80, cái mông ở đây mông chuẩn là 100, thì em hướng dẫn là mông chia 4 cộng 5 thí dụ. Thì chị cũng cái mông của chị 80, chị cũng lấy mông chia 4 cộng 5 là nó ra đáp số ha, chứ không có khác nhau gì hết á. Thí dụ chị chiều dài là em kêu là chiều dài là cộng 1 phân lai, 93 cộng 1 thì chiều dài của chị là 90 đi, thì chị cũng cứ cộng 1 là nó y chang với công thức của mình, nó không có sai đâu ha. Cứ làm đúng công thức là được à. Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Hôm nay em hướng dẫn cái cách may lưng khác hơn những cái quần khác hết. Em hướng dẫn may lưng rời nhưng mà cái cách may khác nhau ha, không có giống mấy lần trước. Bây giờ trước tiên chị em mình sẽ bỏ ra một phân rưỡi trên đường đầu tiên bỏ, giống như những cái đồ bình thường của mình ha. Rồi xong chị em mình bắt đầu cái đường đường hạ đáy nha. Bây giờ cái lưng rời thì chút nữa mình bỏ cái lưng ra rồi. Đường hạ đáy. Hạ đáy của mình là mình sẽ lấy là mông chia 4 cộng 2. Cái mông của mình là 100 ha. Mình chia 4, mình cộng 2. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn chị em mình may lưng thun là cái bảng lưng 4 phân nha. Cái bảng lưng 4 phân. Thì mình bỏ dây thun ra 4 phân. Đây mình bỏ dây thun ra 4 phân. Nếu chị em may lưng thun nhỏ thì 3 phân, thì mình cứ bỏ ra 3 phân nha. Mình trừ lên 3 phân. Bây giờ hôm nay là mình may 4 phân, mình bỏ lên 4 phân. Rồi mình hạ xuống là mông chia 4 cộng 2. Mông của mình là 100 chia cho 4 là được 25, mình cộng 2 là 27 ha. Nếu bạn nào trẻ, các bạn gái trẻ thì mình lấy là cái hạ đáy mông chia 4 mình khỏi cộng nha. Còn ở đây là cái người là cái số này là số của em nha, cho nên là em cộng thêm 2. Còn nếu như mà mai cho mấy cô lớn tuổi hơn em nữa mà mấy cô thích mặc áo dài thì cứ cộng nhiều hơn một phân ha. Mấy bạn trẻ thì mình khỏi cộng, tại vì mấy bạn mặc đáy ngắn lắm. Rồi mình sẽ gạch ngang một đường. Em thì quan niệm của em là mặc ở nhà với lại đồ mình mặc phải kín đáo, thì mình mặc mình kéo cho nó đúng vị trí, nó cao nó kín đáo thì là em thích. Còn có nhiều chị em thích mặc ngắn thì cứ cắt ngắn không sao hết ha. Với lại mình kéo ngang cái tầm đó mình quen rồi, khi mà may dài hơn mình chịu cũng không nổi, mà ngắn hơn mình chịu cũng khó, không cũng khó chịu ha. Rồi xong cái đường hạ đáy, tiếp tục nó tới đường hạ gối. Hạ gối thì theo cái số đo trung bình ha, trung bình là 1 mét 1 mét rưỡi ha, 1 mét rưỡi trở lên thì trung bình là mình sẽ hạ 25. Chị em mình nếu như thích gối cao thì cứ dời lên ha, còn thích gối thấp thì cứ hạ xuống, trung bình là mình lấy 25 cho phụ nữ. Phụ nữ Việt Nam thường là chiều cao nó cũng tương đối vậy thôi, có chị em nào thấp thiệt là thấp thì thí dụ như là dưới 1,5 mét thì mình thụt lại là 24 23 ha. Thực sự cái gối nó trên lệch 1 2 phân là không có sao cả, hạ hạ gối á. Chỉ có cái quần ống loe thì mình hạ gối mình kỹ một chút, mình thích tạo dáng thế nào thì mình kỹ một chút, còn cái quần này thì không 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 có quan trọng lắm cái đường hạ gối. Nó lệch chút xíu cũng được.
Xong rồi bây giờ mình tới chiều dài nha. Chiều dài thì là số đo bằng số đo mình cộng thêm 1 phân lai, bởi vì chừng nữa mình viền lai rồi ha. Mình viền lai cho nên mình cộng 1 phân lai. Còn nếu chị em không viền lai thì chị em sẽ cộng cái lai bình thường để mình lên lai nha. Ở đây là em sẽ xài cộng 1 phân lai. Mình vẫn đo chiều dài bỏ ra 4 phân. 4 phân để mà mình làm cái lưng đây ha. Đây mình bỏ ra 4 phân để mình làm cái lưng rời. Rồi mình kéo xuống mình đo cho đủ chiều dài của mình. Chiều dài là 93. Đây ha, 93. Mình cộng 1 phân lai là 94. Thì mình kẻ ngang 94 ha. Chừng nữa em viền cái lai quần giống y như cái lai áo luôn nha, viền nhỏ vậy luôn. Còn nếu chị em thích lên lai thì cộng lai 3 phân hoặc là 2 phân tùy ý ha. Rồi đầu tiên mình cũng bỏ 2 phân đường may phía bên hông vô, mình kẻ 2 phân đường may đều từ trên xuống ha. Chị em mà cắt tiết kiệm dải xíu thì bỏ vô 1,5 nha. Còn tại vì mình này thấy dải thoải mái thì mình bỏ vô 2 cho nó rộng rãi thoải mái. Mình gạt hết chiều dài. Rồi xong rồi ạ. Xong tiếp tục nữa chị em mình sẽ lấy đường phấn mông. Đường phấn mông là mông 100 ha. Mông 100 thì chị em mình sẽ chia làm 4 cộng thêm 5. Mong 100 mình chia 4 được 25, mình cộng 5 là 30 ha. Chị em mình sẽ đo ngang là 30. Đây em đo đúng 30 nè ha. Đo đúng qua 30, đo từ đường phấn nha. Chị em nhớ là đo từ đường phấn vô ha. 30, chị em mình thụt vô 1. Xong chị em mình chia ly ra luôn, để im và chia ra luôn nha. 30 mình chia 2 sẽ được 15. Còn nếu mà chị em mà mới, chị em nào mới vô thì chị em đo như thế này. Chị em đo như vậy nha. Đây mình cũng thụt ra 1 phân nè. Bên này cũng là 30 nè ha. Rồi chị em mình để im như vậy luôn. Chị em mình chia đôi lại. Nè, ngay cái con số 1 của mình nè ha. Lúc đó là mình vô 1 phân nè. Nè, mình bẻ ngay cái số 1 của mình nha. Rồi mình kê lên ngay cái mí 30. Mình nhập đôi lại, mình lấy đường phấn ly. Ha, xin lỗi. Mình đo từ cái đường phía bên ngoài. Từ phía số 1 của mình nha, từ đầu số 1 của mình ha. Chị em mình nhập lại. Nhập thước dây luôn. Đánh dấu ha, khỏi mất công tính nhẩm nha. Còn em thì em quen rồi, em cắt hàng ngày, em nhớ số cho nên nó rất là dễ. Rồi xong chị em mình sẽ gặp đường phấn ly. Ở đây là 15 thì mình đo hết cái chiều dài của mình là từ đường phấn vô 15 ha. Mình gặp thẳng xuống. Mình gặp thẳng đến tới dưới luôn ha. Cái đường ly trên đây nè, chị em mình không gặp lên cũng được nha. Cái phần trên lưng nè, mình không gạch lên cũng được, tại vì chừng nữa là mình, nếu như mình mang quần xếp ly á, thì mình nên gạch lên để mà mình xếp ly ha. Còn đằng đây thì mình không có xếp ly cho nên là mình không cần phải gạch lên trên cũng được nha, không có bắt buộc. Nhưng mà thường là em cho chị em mình, nếu như dải mềm là em cho chị em mình gạch lên luôn, để mà mình lát nữa mình qua thân sau mình canh ly cho nó ngay nha. Mình cứ gạch, để nếu như mà trường hợp dải mềm thì mình sẽ chia đo cái đường ly này ra ngoài thân sau cho nó ngay. Còn nếu như mà dải nó cứng tay thì khỏi ha. Rồi tiếp tục nữa, chị em mình sẽ vô các đáy. Vô các đáy thì chị em mình sẽ lấy số đo mông chia cho 20, mông chia 20. Nhưng mà em sẽ thường là em sẽ nó cho chị em chia 10 trước rồi mình chia lại 2 là nó ra nó nhanh, nó dễ hơn nha. Thì là 100 thì mình chia 10 là được 10, thì 10 mình chia 2 nó sẽ được 5. Thì chị em mình vô khoét đáy 5 trở lại, không bao giờ được lố 5, có thể giảm 5 ly hoặc có thể lấy 5. Là thường là em sẽ lấy trừ lại một tí xíu, lấy hụt 5 một chút xíu, từ 4,5 thôi, mình trừ 5 ly là tối đa nha. Ở đây em lấy cứng 5 ly một chút nè, tức là hơn 4,5 một chút xíu. Chị em mình cứ căn cứ theo đường phấn mông thì mình lấy nó chính xác nhất.
Còn nếu như mà không thì chị em mình sẽ thuộc lòng từ lấy mông từ lấy vác đáy từ 3,5 cho đến 4,5 tùy theo số đo lớn hay nhỏ. Thì chị em nói khó quá với như vậy rồi nhiều khi chị không có đoán được. Thành ra là em sẽ ghi cái thông số rõ cho các chị luôn ha. Mông chia 20. Có thể trừ tối đa là 5 ly chứ không được trừ hơn 5 ly, thì chị em mình cứ lấy khoảng giữa đi. 4,5 hoặc 5 phân thì chị em mình lấy 4,7 rồi ok, khỏi sợ nha. Chính xác luôn, khỏi sợ ha. Rồi, ở ở đây ngang qua mình đo ngang qua là tổng cộng là 429 nha. Mình vô 4,7. 29 mình vô 4,7 thì ở trên này mình sẽ lấy 29 y như vậy luôn. Mình vô 5,7. Vô nhiều hơn 1 phân ha. Mình vô nhiều hơn 1 phân. À xin lỗi là 4, mấy nãy 4 mấy phút. 4,7 gì? 4,7. À 4,7 đúng rồi. 4,7 thì mình lên đây là 5,7. Thì chị em mình nhớ ha, nếu như mà cô nào mà bụng hơi to chút xíu nữa thì mình khỏi vô 1 phân mà mình lấy bằng nhau luôn. Ở đây vô bao nhiêu, ở trên y bao nhiêu ha. Rồi mình gạch thẳng lên để mình quét đáy. Nếu như mà cái số đo bụng hơi lớn thì chị em mình nhích ra ha, nhích ra luôn, khỏi có cần thụt vô 1 phân. Rồi chị em mình quét đáy bình thường ạ. Rồi cái phần phía bên hông ha. Cái phần phía bên hông này thông thường ạ. Thông thường á là mình cắt đồ mình hay có giảm phía bên hông này vô. Phía bên hông này vô theo cái thước mông của mình ha. Thì mình may dây kéo thì mình thường giảm vô, hoặc dây thun mà giải thun á thì mình giảm vô, còn cái vải này thì mình không cần giảm để mình tạo cái độ rộng cho cái lưng, để chừng nữa mình mặc mình kéo ngang mông cho nó dễ nha, cho nên mình không cần eo vô. Rồi tiếp theo nữa là mình lấy ngang gối. Ngang gối mình lấy số đo mông chia 10. Mông chia 10 mình không cần trừ không cộng ha. Mông chia 10 là 10 phân, 100 chia 10 là được 10 phân. Mình đo qua một bên 10 phân. Hai bên đều nhau nha. Ở đây thì chị em mình nếu mà cho mấy bạn trẻ thích mặc cái gối ôm vô trong sát vô trong cái chân một chút xíu thì chị em mình trừ lại 5 ly. Tức là 9 mình trừ 5 ly là 10 mình trừ 5 ly là còn 9,5. Chị em mình sẽ lấy qua mỗi một bên 9,5 nha. Còn cái này em may thoải mái, em may vừa mặc em không có giảm vô ha. Mấy bạn trẻ thì thích mặc ôm vô thì giảm 5 ly mỗi bên. Rồi chị em mình sẽ kẻ cái đường đường nối từ gối lên mông. Rồi xong phía bên đây cũng vậy nha. Phía bên đây cũng vậy nhưng chị em không có được mà kẻ từ đây lên. Từ đây lên mông là không được nha. Bởi vì cái mông của mình á, cái đỉnh mông của mình không phải nằm ở chỗ này mà cái đỉnh mông của mình nó nằm ở trên nha. Chị em gạch ở đây là mai chừng nữa cái quần nó sẽ bị phì ở đây. Cho nên chị em phải chia cái đường hạ đáy ra làm hai. 23 là 10. 11,5. Rồi chị em mình sẽ gạch từ cái gối lên tới cái chỗ mình mới vừa đánh dấu nè nha. Nếu mà cái này em lưu ý nè, nếu mà mình may cho các mẹ mà bụng lớn, cái bụng lớn so với cái mông mình ha, thì chị em sẽ gạch như vậy. Chị em gạch lên luôn ra ngoài đây luôn. Chị em mình sẽ gạch ra, chị em mình sẽ cắt cái đường cái phía bên hông này ra lớn lên thêm, gạch xuyên lên đây luôn để mà ngang cái lưng của mấy cô đủ đủ cái thân quần đủ để mà nó ôm vô cái lưng nha. Còn nếu mà mình cắt quẹo vô thì là sẽ chặt cái bụng của mấy cô. Nhưng mà ở đây là em hướng dẫn cái dáng cũng còn tương đối nha, chưa có được, cái bụng chưa lớn lắm. Hôm nào em sẽ làm một cái video, em sẽ hướng dẫn chị em mình cắt quần dành cho cái người người béo bụng mà mông nhỏ nha. Cái đó em sẽ làm sao. Tại vì nếu như mà cái số đo mà trên lệch, ví dụ như số đo của em nè là cái mông và cái lưng trên lệch 20 phân. Nếu như mà có những cô á, thì cái mông 100 nhưng cái lưng đã 94 rồi ha. Thành ra là cái lưng rất là to, cái mông vẫn nhỏ, thì chừng nữa em sẽ làm một cái video em hướng dẫn cho những cái số đo như vậy, những cái dáng như vậy nha. Chứ nếu như mà cái dáng vậy chị em mình cắt theo công thức này mặc sẽ không đẹp ha. Rồi tiếp tục nữa là cái ống. Ống thì là ống này 16 ha. Ống mình trừ đi 2, mình chia cho 2. Cái ống 16 thì mình sẽ trừ 2, nó còn 14, mình chia 2, mỗi bên là 7 phân. Chị em mình đo qua mỗi bên 7 phân. Chị em mình có thể lấy 15 ha, mình thích nhỏ thì mình cứ may nhỏ nha. Rồi. Tiếp theo nữa là chị em mình sẽ kẻ cái đường sườn từ lai nối lên gối. Ở cái đường sườn này chị em mình phải
eo một tí xíu vô nha, chứ không có cắt thẳng ha. Chị em mình đo tổng cái đường sườn này bao nhiêu, chị em mình chia đôi ra, này là 42 nè, chia đôi ra là 21 nè ha. Chị em mình chấm nó vô 3 ly hoặc 2 ly. Thấy không? Thấy dấu chấm của mình không? Nó vô một chút nè ha. Thay vì chị em mình gạch ngay cái thước mà mình giờ vô 3 ly hoặc 2 ly nha. Rồi mình lấy eo vô nè. Cái form quần nó gọn nó đẹp nha. Còn nếu chị em gạch thẳng thì cái ngay chỗ cái gối mình á, xin lỗi, ngay chỗ cái bắp chuối mình nó sẽ gồ ghề chỗ đó một chút, nhìn nó không có thon gọn. Mình cũng cắt mông chia như vậy, gối như, nói chung là mọi thứ y vậy, nhưng mà đường này chị em không gạch cong vô nè, là chị em may lên cái quần sẽ thấy cái quần mình nó bị mập, người mình nó sẽ bị lùn đi một chút ha. Rồi phía bên kia cũng y vậy luôn. Phía bên kia mình cũng gạch từ gối xuống, xuống ống mình sẽ chia giống y vậy ha. 21 mình chấm vô nè, 2 hoặc 3 ly chứ không nhiều ha. Rồi mình dẫn nối nó lại. Mấy cái này là mấy cái khéo đó. Rồi ha, xong rồi bây giờ mình chừa đường cắt ha. Em nói thêm chút xíu nữa, em vẽ đường cắt rồi em phải nói thêm chút xíu nữa những cái chỗ khéo hơn ha. Bây giờ mình chừa đường cắt. Chị em mình sẽ chừa 1 phân rưỡi đường đường may đi ha. Mình chừa ra đều. Chị em mình chừa đều nha. Rồi phía bên kia mình cũng chừa y như vậy nha. Chị em mình chưa quen là chị em mình hãy đo nha, đo chính xác rồi gạch nha. Còn em thì em quen thì em gạch luôn ha. Rồi phía trên lưng này cũng vậy nha. Chị em mình sẽ chừa đường may ra 1 phân. Đặc biệt cái đường đáy chị em mình chỉ chừa 1 phân, không cần chừa nhiều nha. Chừa nhiều mình may nó sẽ bị cấn, nó không đẹp nha. Cái đường đáy mình chừa ít thôi. Rồi cái đường vòng đáy nè, nếu mà chị em mà cắt lỡ nhưng mà mình đã vẽ xong ha, cái mình cảm giác ôi cái đáy này mình sợ dài quá, thì chị em cứ thụt đường may lên một chút như thế này là cái tự động cái hạ đáy nó sẽ giật lên ha. Còn em thì không có sợ, cho nên là em cứ cắt nó chuỗi xuống cho bằng ở dưới, cho nó suông chiều xuống. Cho nên là chị em mình cứ chừa đều cũng được mà xuống cũng được, xuống thì cái đáy mình nó dài thêm một chút, còn nếu mình chừa lên thì nó vừa y như cái công thức ban đầu của mình ha. Rồi xong, ở chỗ đây là chị em mình sẽ hạ xuống. Ở đây là chừng nữa là mình phải chừa lên 1 phân nha, nhưng mà chị em sẽ chừa như thế này. Chị em sẽ chừa như thế này, ở đây lấy y dấu cũ nè ha. Ở đây lấy y dấu cũ, ở đây chị em mình đá lên 1 phân. Lấy theo thước nha. Đó, và chị em mình chỉ lấy đây là theo thước, lấy xéo qua bên đó. Chứ chị em không có cắt ngang nha. Rồi một chút nữa em sẽ hướng dẫn túi sao. Bây giờ mình cắt luôn ha. Cái form quần mặc lên nó, cái form này form quần tây nha, nó giống form quần tây, mặc lên nó giống quần tây lắm, nhưng mà mặc nó thoải mái, mặc đồ bộ mình mặc ở nhà vẫn là thoải mái nha, chứ nó không phải là siết bó khó chịu ạ. Bạn nào mà thích mặc cái đáy phía trước nó cắm xuống nhiều á, nó chúi xuống nhiều để hở cái bụng mình lên một chút á. Nói chung là mấy bạn mà mặc không có quen tính rúng đó, thì mấy bạn cứ hạ đây xuống sâu xuống một tí nữa, ở đây đá lên vẫn được nha. Mình hạ xuống sâu chút nữa cũng được. Còn mấy bạn mà thích mặc kính thì nên cắt như vậy. Riêng bản thân em á, thì em mặc thì em thích á, là nó kính. Nhưng mà cái nào hở là em cho nó hở nha. Ví dụ như em thích mặc cái áo cổ hở là em may nó cực hở luôn. Còn cái nào em cần kín thì em may nó kín lắm. Chị em mà có đặt kéo thì chị em mình sẽ liên lạc với em ha.
tại giờ Phúc phụ em cái này rồi, thành ra là em mới dám nhận nhiều, chứ nếu không là một mình em là em làm không nổi à. Bây giờ là Phúc quản lý đơn hàng này, em nhẹ hơn một chút so với hồi xưa. Hồi xưa tự một mình em làm công việc. Rồi cái thân quần mình xong rồi ha. Đây chị em mình cắt nhớ nè, chỗ này mấy bạn hay có bị lỗi lắm nè. Đây nè, chỗ này là mấy bạn cắt xong rồi mà nó có một cái gốc ở đây nè, có chút xíu cái gốc ở đây nè, chị em mình sẽ gọt chỗ này lại nè. Một chút xíu thôi nha, nhưng mà nếu như mà mình có ý thì mình lên mình dắt sổ cái là nó vừa y à. Còn mình gọt cho nó vừa y, còn nếu như mà chị em không quen thì chị em phải gọt từ đầu nha. Đến thôi mình dắt sổ mình không dám gọt thêm. Cho nó đừng có cái gốc chỗ này. Tuy là nó 1 2 ly nhưng mà nhiều khi mình quên cái chừng nữa chị em sẽ mai theo cái tới đây cái quẹo theo đây nó có cái gốc nó không đẹp. Mình gọt cho nó suông cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình hướng dẫn chị em cắt túi luôn nha. Túi thì bây giờ chị em mình sẽ bỏ vô, độ nghiêng vô, nghiêng chị em mình thích nhiều thì mình cứ nghiêng nhiều ha, thích ít thì nghiêng ít nè. Bây giờ chị em mình có thể là nghiêng 2 phân nè, 3 phân nè, 4 phân nè ha, mình thích nhiêu thì mình làm bao nhiêu. Ở đây mình cho nghiêng 3 phân nè, nghiêng 3 phân ha. Rồi chiều xuống, chiều rộng của xuống này ha, chiều xuống mình đo từ cái đường phấn nha, mình đo xuống. Chị em mình sẽ lấy số đo. Nếu mà chị em mình nhắm chừng cũng được nha, nhắm chừng vẫn được, nhưng ở đây em sẽ cho đo đường thẳng, đo đường xéo để cho chị em dễ hình dung. Mình đo từ đường phấn nha. Đo đường xéo chị em mình sẽ lấy lưng chia 2. Ê, lưng chia 10 nhân 2, em nói ngược. Lưng chia 10 nhân 2 ha, cái lưng mình 80 chia 10 được 8 nhân 2 là 16, chị em mình cứ lấy đúng 16. 16 đây ha. Rồi chị em mình kẻ một đường. Thẳng luôn nha, không có cong ha, không có bầu gì hết nha. Đây chị em mình sẽ lấy từ đường phấn xuống. Lưng chia 10 nhân 2. Bạn nào nhỏ thì tự cái túi nó nhỏ lại thôi, dễ lắm. Rồi chị em mình sẽ bỏ xuống. Bỏ xuống 3 phân, từ ở trên cái đường mình để y cái thước vậy luôn, mình bỏ xuống 3 phân để chừng nữa mình khóa cái miệng túi ngang đây. Rồi ha, là cái vị trí miệng túi mình có rồi ha, bây giờ mình cắt giữa lớp túi. Cái giấy dởm cái màu nó tái rồi. Cắt đại đây đưa Phúc rồi. Cắt để đôi đại luôn. Mắt cong xếp ra nó tùm lum quá. Đây để em xếp cho nó ngay đặng chị em mình dễ. Mình cắt ở đây luôn nha. Chị em mình nhớ là cắt túi, nếu mà muốn cho cái túi mình chính xác nhất thì chị em mình ở đây là đang cái đường thẳng nè. Đang cái giấy mình đang cái đường thẳng ha. Thì mình cho nó song song với đường phấn ly của mình là chính xác nhất. Ví dụ như ly mình bỏ từ đây qua đây mười mấy thì từ đây xuống đây mười mấy ha, cho nó ngay. Nếu thiếu dải thì mình nghiêng vẫn được nha, nhưng mà đủ thì chị em mình nhớ cắt đúng dễ mai. Mình nghiêng là khó mai lắm, mình nghiêng chừng nữa nó lệch khó mai nha. Rồi bây giờ mình có nhiệm vụ là mình lấy phấn thôi, mình lấy cái phấn, cái dấu phấn keo ha, mình sang dấu qua. Rồi ha, mình sang dấu qua. Mình dẫn sang cái dấu bên hông này qua luôn nha. Y cái đường cắt luôn. Rồi ha, mình sang cái dấu bên hông y đường dấu cắt của mình rồi ha. Chị em mình nhớ sang cái dấu qua luôn, sang cái dấu ngang cái đáy túi mình nè, ngang cái miệng túi mình nè, em nói lộn. Chị em mình sang cái dấu trên này luôn, chừng nữa mình mai mình có cái đường phấn mình dễ thấy đường mai. Rồi ha. Tiếp theo đây là chị em mình sẽ hạ sâu hơn, hạ xuống từ cái đáy túi của mình, từ cái đáy của miệng túi nha. Xuống thêm 1,5 đến 2 phân. 1,5 hoặc 2 phân.
Rồi xong ha. Xong bây giờ mình lấy cái thân quần mình ra được rồi. Tiếp theo nữa là chị em mình sẽ hạ cái đáy túi nha. Cái này là ngay cái miệng túi của mình nè, cái phần cuối của miệng túi mình ha. Từ ở chỗ cái phần mình đánh dấu hoa thị xuống là trung bình là 13 phân. Trung bình là 13 nha. Rồi chị em sẽ gạch ngang một đường. Cái độ sâu 13, nếu chị em mình thích may sâu hơn thì may sâu hơn cái túi mình ha, cái chiều sâu của túi đó. Còn chị em mình thích may cạn thì mình cứ cạn lại. Mình gạch qua đoạn khoảng tầm mười mấy phân được rồi. Tầm khoảng từ đây khoảng qua 14 phân đi. Mình nhắm nha, cái đường đó chưa có cần xài tới. Bây giờ mình cứ gạch ngang một đoạn. Rồi bây giờ mình cho chiều rộng túi. Độ rộng của túi là đo ngay cái đường dấu hoa thị này nha. Mình đo cái độ rộng túi qua. Cái độ rộng qua chị em mình sẽ lấy số đo lưng ha. Lưng chia 10 nhân 2. Chị em mình có thể cộng thêm 1 hoặc cộng 2, chị em thích rộng thì cộng nhiều thêm. Tao ít nhất là lưng chia 10 nhân 2. Số đo lưng 80 ha. 80 chia 10 là 8. Nhân đôi là 16, chị em mình cắt cái túi qua 16. Nếu chị em mình thích rộng qua 17, em cho qua 17 luôn ha, cho thoải mái ha. Nếu mình lấy 16 mặc vẫn ok nha. Rồi đó là độ, cái độ rộng của miệng túi này ha. Rồi cái chiều ngang, độ rộng phía trên. Độ rộng phía trên thì như những cái túi quần trước, thì cái túi xuôi nha, em hướng dẫn túi xuôi. Túi xuôi theo cái dọc, theo cái đường may luôn thì nó khác nha. Còn bây giờ là mình may cái túi này là cái túi xéo, cho nên chị em mình sẽ may cái trên đây nó phải rộng hơn thường lệ mới được nha. Chị em mình sẽ lấy lưng chia 10 cộng 1. Lưng 80 chia 10 cộng 1 là 9. 80 chia 10 được 8 ha, cộng 1 là 9. Tại vì cái túi xéo thì chị em mình sẽ ngã miệng túi xéo vô rồi nó phải có cái độ rộng phía bên trong nữa nha. Còn cái túi xuôi thì khác. Rồi chị em mình sẽ kẻ cái đường. Cái này chị em lấy độ cong bên nào cũng được. Rồi ha. Tiếp theo nữa chị em mình nhớ lần nào mình may túi mình cũng bỏ vô 2 phân nè. Nào mình bỏ đường ngoài rồi nha. Bây giờ mình tính từ đường ngoài mình bỏ vô 2, bỏ vô 2 đều rồi. Giờ mình bỏ đường ngoài, đường phấn này mình bỏ rồi mình không xài nữa nha. Rồi chị em mình sẽ lấy cái vòng cong ra. Rồi ha. Tiếp theo chị em mình sẽ từ ngoài đây bỏ vô, nếu chị em không biết bỏ vô bao nhiêu ha. Nếu chị em không biết bỏ vô bao nhiêu em sẽ cho chị em mình bỏ vô 6 phân đi cho dễ, cho chị em mình dễ nhớ nha. Rồi chị em mình sẽ đặt cái thước vẽ tới 6 phân đó. Cái độ cong ha. Rồi còn bên đây thì chị em mình cứ lấy lại cái độ cong. Chị em mình thích may cái đáy túi rộng chị em mình cứ dời ra, không sao hết. Chị em mình muốn mà may thẳng luôn thì chị em mình cứ đo thẳng, gạch thẳng đường này xuống. Đây nè, mình đo ngang đây nhiêu. Đây ngang từ ở trong tới ngoài 18 thì chị em mình cứ đo vậy là 18. Nó bằng y ha, chị em mình sẽ kẻ đường thẳng xuống. Rồi chị em mình sẽ đánh cái độ cong này lại là chị em sẽ hình dung được liền ha. Rồi cái độ này chị em mình sẽ vét lại cho nó suông chiều, cho nó đẹp mắt. Rồi ha, xong cái túi. Bây giờ mình cắt cái túi luôn nha. Khi mà mình đặt lên cái thân quần mình may là nó vừa y luôn, mình không có sợ nó hồi hộp, sợ nghiêng, sợ gì hết. Chắc cái túi này thì nó ít hao giải cho chị em nha. Ít hao giải để chị em mình may nó đẹp hơn, đỡ hao giải hơn nữa. Còn nếu mà chị em cắt theo cái túi truyền thống thì nó hao giải nhiều hơn nha. Để em nhắc một cái túi truyền thống để cho chị em nhìn thấy. Rồi tới cái thân sau thì em hướng dẫn chị em mình cắt lưng luôn ha. Đây bây giờ em, cái này là cái túi mình cải tiến để cho nó ít hao giải nha. Chị em mình nếu may cái túi truyền thống, cái túi truyền thống thì mình xếp đôi nha. Đây
cái túi truyền thống mình thì mình xếp đôi. Đây cũng y như vậy nhưng mà chị em mình xếp đôi. Rồi chị em mình cắt như thế này. Giống như cái túi quần tây nam của mình nha. Bên sườn hông mình vẫn cắt y. Rồi cái phía đường bên hông này mình vẫn cắt y nè. Ngày xưa là các chị mình mang cái hình dáng của cái túi như thế này nè, cho nên chị em mình thấy cái túi mới bây giờ nó lạ hơn. Tại sao mà mình cắt lạ hơn? Mình tiết kiệm vải ha. Mà cái công năng nó vẫn y như vậy luôn, mình xài nó vẫn ok ha, nó không có bị mà ảnh hưởng gì nhiều nha. Đây cái túi ngày xưa. Nó rất là lớn, một miếng vải nó rất là lớn, nó rất là hao. Đây ha, một cái miếng vải vậy là một cái túi nó rất là hao vải, nó lớn hơn cái tay áo mình luôn á. Cho nên là bây giờ chị em mình mà mang cái túi này nó hao vải lắm, còn mình mang cái túi này có thể mình lấy giải dụng ra. Mình cắt nó vẫn đủ cái túi cùng một loại với cái quần mình nha. Nếu thiếu thì chị em mình cắt cái vải này khác được, không sao hết. Đây ví dụ như cái mục đích sử dụng của mình nè. Sau khi mình mang cái túi này ha. Đây sau khi mình mang cái túi rồi thì cái miệng túi nó sẽ ở đây. Chị em mình để đồ vô thì đây, chị em mình nếu bỏ cái điện thoại vô nó còn dư mênh mông. Ha, nó dư mênh mông, thậm chí thiếu vải chị em cứ gọt bên đây vô một chút xíu không sao nè. Ha, lỡ như thiếu vải chị em cứ gọt bên đây lép lại xíu không sao cả. Rồi bên đây cũng y như vậy thôi. Đây ví dụ như cái túi này thì chị em chị nữa may vô. Đây ha, mai vô xong cái túi cũng y như vậy thì chị em cứ bỏ cái điện thoại vô nó cũng y như vậy thôi. Cho nên mình không cần phải dư nhiều như vậy nha. Tại có quần tây nam á thì mình phải may lớn lên để các anh thường hay để tay vô túi cho nó rộng rãi để cho vừa bằng tay mấy anh thôi. Chứ thực sự đồ nữ mình là mục đích mình sử dụng là chỉ đựng một tí tiền hoặc một cái điện thoại nhỏ thôi ha. Rồi như vậy là mình kết thúc cái video này ha.